cái đảo nhà hai mặt sông nó nối liền nhau này. Thì cái lúc mà đang có cái sân vườn với các con hồ bơi vô cực và hồ bơi tràn là lúc ba đó, lúc ba đó, tầng ba đó, tầng ba lúc là lúc 10 và 11 tầng ba nó có cái